Hello, xin chào thầy anh chị em và con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre nè. Trước mặt anh em nè, một em Toyota Innova đời 2008 Di năng G, năng full G luôn nha anh chị nha. Cho nên là em này nó rất là đẹp rồi. Nước sơn si bên em đã vừa tút lại hết. Bốn cái vỏ còn khá là dày, đăng kiểm cũng còn ok. Còn cũng được còn lâu á. Thì phom dáng em này thì nó không có lỗi thời, đời 2008 mà. Phom mới rồi, nó dài đến 2010 ha. Em này thì được bên mình thì chăm chút rất là kỹ rồi. Biển số cũng dễ nhìn, 62A23113. Đó. Em mở cửa nãy giờ em đóng không kính ha. Anh chị em nhìn ở cái phía trong nội thất đó nè, là có nghĩa là em đã làm lại hết rồi, em đã sơn lại hết. Thì dòng này thì đa phần nó là dịch vụ chứ taxi ra nhanh nha anh em ha. Nhưng mà nó làm gì làm không quan trọng, quan trọng là cái xe hiện tại bây giờ nó ổn định hay chưa thôi. Đó, gia đình thì người ta chậu thì cũng không em. Còn taxi mà nếu mà taxi dịch vụ mà người ta chạy kỹ nó vẫn em hơn gia đình. Quan trọng gì đâu. Em này thì nói chung thì theo mình cảm thấy nha. Cái em này cái máy cực kỳ im. Cái máy là cực kỳ im nè, nghe nhạc, máy lạnh, có màn hình cam gia đầy đủ luôn nè anh chị không. Vô lăng 4 chấu của lăng G luôn, sơn thấp lô thấp ly em cũng sơn hết rồi, keo chỉ cũng còn đầy đủ ha. Đó, bốn cái vỏ mới tinh, giá thì bán rẻ thôi, bán 180 mấy triệu à. Mình dòng Di năng G mình còn 3 con nha anh chị em, cứ đến lựa thoải mái. Em còn 3 em như thế này, ba con này thì đồng giá luôn 185. Anh em đến lựa xe, 3 chiếc thích nào lấy đó và em có bớt luôn. Anh em yên tâm ha, cứ đến mà chạy thử, thích con nào lấy con đó, không gì hết trơn á. Nhưng mà anh em lưu ý nha, lưu ý khi xem video em, anh em tránh trường hợp anh em mà đến mua mà xe bán rồi á, anh em phải điện trước rồi hãy lại mua. Hoặc là trường hợp anh em cọc, ví dụ thấy ưng nào thì cọc để dành nó đi. Cọc để dành rồi anh em ơi gì đó lấy ha. Chứ để mà em bán rồi thì cái đó, lúc tới đó thì lợi là xe nó không còn. Bữa giờ cũng mấy anh em điện nổi cho thấy xe mới răng mà bán tiêu à. Thì cái đó anh em phải điện trước, hoặc là anh em phải đăng ký kênh, bấm vào phần đăng ký á, để anh em cập nhật những cái video mới nhất của em. Chứ để nhiều khi cái video em quay mấy hôm mà anh chị mới thấy thì anh chị lại chắc là xe bán rồi sao lẹ vậy đó. Em này thì phom dáng nó đẹp ha anh chị ha, nước sơn si còn mới tinh nè. Ghế da thấp lô thấp ly là mới hết đó. Máy số rất là im luôn nha anh chị nha. Em ru. Để bây giờ em sẽ đi một cái gầm, đi xuống một cái gầm của xe này và cho anh chị xem và xong anh sẽ ngẫu máy nha. Đó. Gầm đẹp. Innova thì đa phần gầm nó đẹp chứ không có gầm xấu nha anh chị ha. Dòng Innova thì gầm cao, trên cái gầm nó chuẩn lắm anh chị nha. Anh em mình mua về yên tâm để sử dụng nha, không có gì hết á. Để bây giờ ngẫu máy ra. Odo là chạy 181.000 ha. Nhưng mà cái này thì chắc em nghĩ là chắc có tua mà hồi lại rồi, chứ không phải đồng hồ zin đâu. Đây đồng hồ zin nếu mà cái dòng này thì em đón chạy chắc khoảng là 300.000 lận. Tại vì nó chạy này cũng 7-8 năm rồi, 8-9 năm thì nó cũng phải nhiều một chút chứ không đến đổi hấp gì đâu. Vô lăng của số còn đẹp. Vô lăng đẹp ha, vô lăng 4 chấu đẹp ghê. Kính bấm cũng còn khá là nhẹ vậy ha. Kính auto luôn ha. Được cái màn hình này cũng gieo à. Bây giờ em sẽ ra em mở cái capo cho anh chị em mình nhìn ha. Đó, cái máy thì sạch bon ha. Nói chung thì chủ năng cũng đã mới rửa máy hết rồi, bình mới luôn. Xe thì nói chung hiện tại thì nó không có lỗi gì hết trơn nha. Anh em mình mua về chuẩn bị đi thôi. Máy thì đã rất êm rồi. Để em cắm cái bô lên. Không có hiện tượng đổ hơi đổ khói nha chị nha. Anh chị em mua xe này về yên tâm sử dụng. Đấy, giá tiền nó đã rẻ. Em này là đời 2008 phom mới. Dòng này là 2.0 phun xăng điện tử nha. 100 cây anh em tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng từ 9 đến 10 lít. Nếu mà đủ tải, còn không đủ tải thì khoảng 8 lít mấy 9 lít thôi. Nếu mà đủ tải không 10 lít đấy. Đó thì có sao mà nó dậy cho nó dễ nha. Nhưng mà em này đặc biệt cái quan trọng là em này bị số đẹp 62A23113. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mãi tài, nhất tài. Mua về đi Tết là hợp lý luôn. Máy êm lắm anh chị nha. Anh em mua về yên tâm ha. Máy số rất là êm. Đó. Anh chị em thấy thích thì cứ alo cho em qua số điện thoại nha. Giá muốn bán là 185 còn bớt. Bên mình còn nhiều dòng xe lắm. Cảm ơn em mình nhiều nha.